Nhân dịp lễ hội truyền thống chùa Hoàng Xá và đền Quốc Mẫu Âu Cơ, Phật tử và nhân dân xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đã làm cặp bánh chưng bánh dày với tổng trọng lượng lên tới 13 tấn để dâng lên Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ. Trong đó, bánh chưng nặng 10 tấn, còn bánh dày nặng 3 tấn. Ngoài ra, nhà chùa còn tổ chức gói 300 chiếc bánh chưng nhỏ. Toàn bộ kinh phí tổ chức được xã hội hóa do Phật tử và nhân dân địa phương đóng góp nguyên liệu. Từ gạo đỗ, lá chuối, nồi luộc, củi đun, nồi luộc bánh chưng được đơn vị tài trợ cho lắp đặt từ các tấm tôn cứng rồi hàn lại. Bánh được gói trực tiếp trong nồi. Bánh được luộc trong 5 ngày liên tiếp từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 4. Nhân dân 4 thôn trong xã Hùng Cường đóng góp khoảng 70 tấn củi và hàng trăm ngày công để chuẩn bị cho việc gói nấu bánh chưng và giã tay bánh dày. Sau khi làm lễ xong vào ngày 14 tháng 4, tức ngày 6 tháng 3 âm lịch, bánh sẽ được chia cho toàn bộ nhân dân địa phương và du khách thập phương đến dự lễ hội.